Hello tất cả anh em nha, và chào Monodo quay trở lại với channel của mình. Mình là Bisugui đây. Và chào Monodo quay trở lại với cái series mà Bisugui chơi Liên Minh Thuận anh em ơi. Từ từ lên găng top cái đã nha, cái chuối nè. Ông kia băng trụ đi rồi. Còn một trái thôi anh em ơi, thằng nào ăn đây. Từ từ anh em, đi phá quá cái đã. Ui, bắn mạnh vậy. Mình xin. Canh gọi là quá chuẩn nha anh em. Thì ngày hôm nay mình sẽ chơi con Nezus này ở trong chế độ một chơi tất cả nha. Và chắc chắn rồi mình sẽ lên đồ dị anh em à. Mình đang tính trận ngày hôm nay là mình sẽ lên một là Nezus sát lực, còn hai là Nezus chí mạng anh em à. Nhưng mà chắc là nếu như mà gặp con Varus này thì chắc là mình lên chí mạng đi anh em, gõ cho nó thốn. Nhưng mà lúc đầu là mình sẽ lên cái thằng kiếm Ramune trước nha, để xài skill với lại đi farm nó không có tốn mana, với lại là về lay cái thằng kiếm này mà tích đủ stuff đó nha anh em ơi, là nó gõ còn đâu hơn những cái đồ mà mình lên nữa. À, mày xuống boss cứu tôi cái. Hàng này tôi cân được không ta? Thử nào anh em, chết thôi. Ok, mình cân được anh em ơi, mình mạnh vãi đái ạ. Mình mạnh quá nhờ, gõ đi, gõ đi. Úi xời, mình xin hai mạng. Hồi nãy giờ đi mid đã bị ăn hành nhiều lắm rồi đây mà. Nãy giờ đi mid đó là không được farm luôn. Varus nó có máu, với lại là lúc đầu game á, tay già nó lợi thế hơn mình nhiều quá. Nên cũng không được farm nhiều, với lại là cũng không giết được nhiều quá. Giờ là bắt đầu tem bạn là phá được mấy cái trụ rồi nè, xong rồi mình cũng có đồ rồi đó, đi bắt đầu gọi là giành lãnh thổ lại đó. Anh em nào muốn làm gì thì cứ bình luận ở phía dưới nha, hoặc là có thể inbox trực tiếp qua Facebook của mình đó nha anh em ơi, link Facebook của mình để dưới phần bình luận đó nha. Và anh em nào muốn xem những cái video hấp dẫn hơn nữa thì đừng quên bấm đăng ký kênh, bấm cái chuông cũng như là bấm cái like nha anh em ơi, để ủng hộ cho mình, đó là nguồn động lực rất là lớn luôn để cho mình tiếp tục thực hiện những video thật là chất lượng hơn mỗi ngày nhé. Đi farm tiếp thôi, chừng nào mình lên tầm mình nghĩ là nếu mà Nezus chí mạng thì tầm 300-400 quy thì đủ rồi, chứ không có cần quá nhiều, tại vì đam nó có sẵn rồi đó. Còn nếu như mà anh em lên Nezus tăng thì cần nhiều quy. Nếu như mà Nezus chí mạng thì cần vài trăm quy thì đủ rồi. Chơi được nha anh em xong khi chạy về luôn vậy, này đi ngáo nè, bắt nó luôn. Khỏi chạy hiểu sao không khi chạy về luôn á. Được không? Không được rồi. Tôi xử cho rồi, quốc này luôn. Ông kia đâu rồi? Ok ok ok. Mình cầm mới tăng tốc nha anh em. Mình không có cầm thiêu đốt hay là cầm tay le đâu. Tí nữa về lay đủ lắm, cầm này và lay gõ nó mới sướng. Đấy. Đấy, úi xồi ôi. Gặp mấy ông Varus như này là chỉ cần cho một cái W thôi là đủ luôn, nó thật. Cái nửa về lay ấy nha, một là Varus phải lên khăn, còn hai là phải có tốc biến thì mới chạy được, chứ mà về lay chỉ cần cho đúng một cái W lẻo hóa thôi là đủ luôn nha anh em, lết luôn ấy. Thôi về nhà cái, về nhà mua đồ cái. Mấy phút thứ 8 thôi mà tay mình mất hai cái trụ rồi, bốc hơi trụ khá là nhanh. Trời, nó ăn sư dễ luôn mà, chai hạt cái gì các bạn. Đây, mặc dù là lên chí mạng nhưng mà mình thường rất là hay lên cái dễ kiếm này cho những con nào mà nó có thể sốc đam được một phát chết luôn, và cũng như là nó đánh gần như là Nocturne nè, rồi các kiểu khác đó anh em ơi. Còn quay em ta. Ok, còn quay anh em mà. Nhiều khi đang chơi mà mình quên bóng quay bị rất là nhiều lần rồi, nên mong anh em thông cảm nha, lâu lâu phải ra chết một chút. Chứ quên bóng quay thì nói chung là cũng hơi mệt đấy. Cái dễ kiếm này là mình thường lên cho những con như là Master Yi nè, những con nào mà lên chí mạng nhưng mà lại có đánh gần dễ bị sốc đam lắm, nên lên cái này tí nữa vào combat gõ tàng hình, gõ tàng hình, gõ tàng hình vậy nó mới mình mới sống được, chứ vào đó mà gõ mà không có tàng hình là chết đó, thấy không, như cái ông đó đó, chỉ cần vào thôi là không có đường ra luôn. Ui, tính mốc mà. Ai da, né. Ủa sao Varus này xanh như vậy, hai đồ luôn rồi kìa. Đâu quá vậy? Ai à, ông Varus đã xanh như người ta, hai đồ luôn rồi. Mình mới có một đồ rưỡi à. Này ông cũng tra hạt quá đây mời. Phút thứ 10 ôi mid 5 thằng B nát cái chủ nhà lính luôn, không hiểu luôn á. Chạy vé đi con, mà chưa về nhà mua đồ đúng không? Chạy vé đi các bạn. Một đứa nè, lơ luôn anh em ơi, đừng cho nó chạy nha. Lão hóa liên tục.
Ok. Lại đây con sâu này, tóc biến hả? Tóc biến hả, tóc biến hả? Tóc biến hả, tóc biến hả? Nó giết mình, giờ nó phải chạy vé thôi anh em. Phút thứ 10, Omid 5 thằng ăn cái trụ nhà lính à. Cha hạt quá rồi đó các ông. Ok, gần 300 quy rồi. Cũng tạm tạm rồi đó. Đang lên, đang lên, đang lên, đang lên. Ông này hấp mê này rồi, chắc không, chắc là không. Biết ngay mà. Rồi xong. Mình xin. Ôi, ông kia hùng tóc biến lên, định cái S nữa. Farm lên tầm 4-500 quy là được rồi anh em à. Mình nhà mua đồ cả nha. Gọi là mình biến tấu một chút cái đồ con Nazareth này cho nó dị dị một chút anh em ơi. Đấy, dạ kiếm nè, xong rồi lên thần kiếm Maramune nữa. Xong rồi giờ bắt đầu lên những cái món nào mà có khả năng gọi là gõ chí mạng á. Vừa cái sát lực, vừa cái chí mạng, vừa cái mana, với lại là có thêm cái độ tạ thần kiếm nữa. Đầu hàng cái gì? Có tôi đây mà đầu hàng rồi, lên luôn ơi. Một gõ nè, ai da. Không tàng hình kịp là chết. Ok anh em ơi, hiện tại là mình đang sở hữu gọi là Nazareth với 4 món đồ. Cũng khá là mạnh mẽ đó. Cái giày là thứ nhất, dễ kiếm với lại thần kiếm với lại là cái lưỡi hái linh hồn nha. Hồi nãy giờ team bạn cũng thấy sư dễ hơi bị nhiều vào nhà mình rồi đó. Giờ nó đang đi ăn con sư dễ thứ hai kìa anh em à. Cũng hơi mệt mỏi với màn này đấy. Mình và cái bát đó là mình phải vào sau cho mấy ông tăng ổng vào trước. Chứ mình mà vào trước là mình bốc hơi rất là nhanh. Hoặc là vào trước mà mình gõ một phát chết luôn thằng mình tàng hình mình chạy ra được. Chứ vào mà không có tàng hình được là cũng bốc hơi nhanh lắm. Phải đổ mấy ông tăng vào trước á này mà. Đây này, đây này, đây này, đây nè. Có chuối, có chuối, có chuối, có chuối, có chuối, có chuối. Có chuối, có chuối, có chuối nè mời. Mày, một gõ nè con. Là đây luôn, hai ông với chúng tôi tóc biến hả, tóc biến hả. Lão hóa nè. Đi đâu? Một gõ nè con, hai gõ nè con. Thằng nào nữa? Đây luôn anh em ơi, chuối nè. Này rớt sau lưng. Ui. Ông kia cũng mạnh quá nhờ. Ông kia cũng mạnh quá nhờ anh em. Băng trụ luôn, băng trụ luôn. Băng luôn, băng luôn, băng luôn. Quái vào nè anh em, vô. Ui ôi, mình không được chạm vào luôn mà, không được lấy cái hỗ trợ luôn mà. Qua đây. Ây da, tự nhiên cái ông virus nào bắn được từ đâu vậy? Cay thật. Ok anh em ơi, không sao, quân tử trả thù 10 năm là chưa muộn. Quân tử trả thù 10 năm là chưa muộn nha. Anh em vào nè, nó đang rồng nè. Anh em chó tôi đâu rồi? Cậu đâu rồi? Cậu ơi, vô. Đó, chọn tăng nó vào trước. Một gõ nè. Ô, đánh tay cũng chết nữa nè, mà chưa kịp gõ luôn á. Này một gõ nè, mày 750 vàng, thằng này một gõ luôn. Thằng này một gõ luôn. Đi đâu hết rồi? Ô, quất sạch hết rồi à? Mình thì cân 3, ông kia thì cân 2. Đủ 5 thằng luôn rồi đó. Chỉ có hai con cẩu thôi nè mơ mà cân hết 5 thằng virus tên bạn rồi. Chỉ cần gọi là tiếp cận được thôi nha. Là virus là không có đường chạy luôn. Nhưng mà để virus nó thả diều qua là cũng hơi mệt đó. Hồi nãy ăn là tại vì mình để ông tăng kiếm vào trước á. Ông hút hết đam với lại là hút cũng 2-3 cái anh tiêu rồi. Rồi không 400 quy nè. Cái trận này lúc đầu mình tính là lên full chí mạng. Nhưng mà thật sự nếu mà giờ lên full chí mạng thì chưa tiếp cận được á. Chưa tiếp cận được luôn nha anh em ơi, là đã bị bắn chết rồi. Nên mình phải thay đổi một cách lên đồ một chút cho nó sao mà nó hợp thời, nó hợp thế hơn chút anh em ơi. Biết địch biết ta, chăm chặn chăm thắng. Phải lên đồ theo đúng kiểu mà khắc chế mấy thằng virus này thôi. Chứ mà lên kiểu như là sách giáo khoa thì không ổn anh em ơi. Thông cảm nha, thông cảm. Mình sẽ lên theo kiểu mà vừa cái sát lực vừa cái chí mạng luôn á nha anh em. Song kiếm hợp bích. Tính là 100% chí mạng á nhưng mà nó giấy lắm. Không, rồi không có tiếp cận được nữa. Lão hóa là chết, lão hóa được là chết anh em à. Ê sư dễ nè.
Ấy, lại đây mày. Ơ. Con lợn này. Ok. Ôi, tôi chưa được chơi game mày, mấy thằng này cũng gõ hết bài đó rồi. Trận này là có hai ông lên lên tăng hay sao á? Ba ông lên tăng luôn anh em, một ông lên phép còn mình thì lên full đam. Tí nữa để mấy ông tăng vào trước là được. Mình thì không muốn bê chủ chút nào cả. Mấy ông này cũng không có muốn bê chủ nào hợp lý đó. Team này gọi là biết thưởng thức đó anh em. Đang hành thì chơi cho nó sướng chứ bê chủ sớm làm gì. Ngọ 500 quy rồi, 500 quy rồi. Bắn cũng đau á. Đau các bạn. Các bạn đừng để mình bực nha. Các bạn để mình bực làm tóc biến là mình gõ luôn á. Qua cứu thằng này ca anh em ơi. Nó sắp bị hấp diêm rồi đó. Kẻ với anh em. Đây rồi, dưới đây có chuối luôn. Dưới đây có trời. Ui. Nhìn thấy là cái quay đó kêu rồi đó. Một gõ. Một gõ. Một gõ. Một gõ. Một gõ. What the fuck? Ảo thật đấy. Ảo thật đấy anh em. Ôi. Mình thề với em là mình chưa bao giờ mà mình hốt cái pentakill với con Nyzot này mà nó phê đến như vậy luôn á. Hồi nãy mày cầm cái Q thôi mà gõ mà nhức cái nách anh em. Ôi. Đúng đúng định nghĩa là một quy một thằng luôn á. 5 cái quy 5 mạng anh em à. Bạn có đôi nhãn cho anh em chưa? Đừng có bê chủ nữa anh em ơi. Để chơi game đi. Một cái bên tay là chưa đủ. Đối với mình một cái bên tay là chưa đủ anh em ơi. Đây gần 500 đam. Một cái bên tay đối với mình là chưa đủ anh em mà phải là hai cái, ba cái. Tay mình nó cũng bắt đầu mạnh lắm rồi đó. Giờ nó gõ virus như gõ con nó. Chịu rồi, giờ mấy ông virus này đánh sao lại mấy ông Nyzot này nữa. Về lay rồi anh em ơi. Gần 650 quy nè. Thôi đừng có bê. Thằng này nó không cần quá đâu vẫn bê trụ luôn anh em à. Đừng có bê trụ. Đam mê vậy. Đó rồi. Gõ chưa phê gì hết mà. Đừng có bê trụ nữa bạn. Dưới đây đi. Đúng rồi, virus. Bắn nó. Bắn nó. Bê trụ nè, bê trụ nè. Hay rồi. Đợi mấy anh em virus ra thôi. Cái này là mình còn chưa lầy tới mức mà mình lên huyết kiếm ấy nha. Nói thiệt mà mình lên huyết kiếm á là mình bất tử luôn. Tại vì một gõ là nó đã đầy cái máu á đây mà. Thật. Chấp tim bạn là có giảm hồi máu luôn. Nhưng mà một gõ của mình vẫn đầy cái máu được. Vô luôn bạn, vô luôn bạn, vô luôn bạn. Đúng rồi, câu chiêu đi, câu chiêu đi. Đúng rồi. Tới lượt tôi, tới lượt tôi. Ây à, không ổn anh em. Phải nhiều ghê quá. Cứu cái, cứu, 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 cứu. À. Phải là đổi ngay kế hoạch liền anh em ơi. Mình bán bớt cái kia rồi, mình lên cái đao thủy ngân rồi nè. Tí nó mà chó mà nó mình chỉ cần bật lên mà được tăng tốc tốc độ chạy mình lên mình gõ bẻ luôn. Cậu chiều đi, đúng rồi, đúng rồi. Đến được tôi. Một gõ nè. Một gõ nè. Một gõ nè.
lại đây. Một gõ nè. Chỉ còn lên cái đao thủy ngân thôi anh em thấy không, là mọi chuyện nó khác biệt liền. Nó chối mình nữa. Giải luôn. Tăng tốc độ chạy tới gõ tiếp. Đấy, rất là đơn giản. Ủa, ăn hang này có tính là được bên tay không ta? Có tính không anh em? Come on. Ui, không tính rồi. Ê. Bắt đầu thế nhờ. Game rồi anh em ơi, cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn. Ôm mít tôi anh em. Trận này mà kéo dài nữa thì cũng không hay cho lắm. Mình cũng đã được gần 800 quy tới nơi rồi nè. Mày tên bạn gặp mình là nó cứ tốc biến rồi nó bắn rồi cho mình không. Mình phải để mấy ông tăng lên trước á, câu chiêu đi. Ui, cái gì đây, sợ con Varus ở nhà mình đây. Lên luôn rồi. Trời ơi, nó bụi nó gõ con người ta nữa. Ông tăng lên trước đi. Em nào tăng lên trước đi với tôi đây mà. Đúng rồi ông kia, đúng rồi ông ơi. Khiên băng rồi giáp gai rồi tim băng các kiểu con này đều. Nó bắn màn này rớt này mà muốn gãy cung luôn rồi. Nó vô đập trụ luôn. Ok về GG tất cả nha, tại vì đêm hẹn sau. Hãy chắc nhớ like và stay ủng hộ cho mình nhé. Bye bye.